Xin chào các bạn đã trở lại kênh React Design của mình. Hôm nay trong video này mình chia sẻ với các bạn video cây thủy sinh, đó là bèo tây nha các bạn. Nhà mình có nuôi một hồ bèo các bạn. Bèo tây thì rất là tốt. Một ao luôn các bạn ơi. Lá rất là to nha các bạn. Bèo này thì to rất là to, lá bự hơn bằng tay các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì đừng quên like, subscribe kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đây là đồng ruộng nhà mình nè các bạn. Đây là muỗng đồng.